Độc lạ China tranh cãi với tài xế taxi, hai cha con đi đồng ngay trên xe. Câu chuyện được nữ tài xế họ Vương bức xúc kể lại về chuyến đón khách ám ảnh nhất trong cuộc đời của cô. Theo đó, cô Vương đón cặp cha con họ Ngư, người cha 54 tuổi và cô con gái 25 tuổi. Vương cho biết điểm trả khách mà hành khách chọn trên ứng dụng gọi xe không cho phép đỗ xe. Lại do thêm thời tiết mưa to nên cô Vương đưa cho hai người họ một chiếc ô và yêu cầu họ đi bộ đến điểm đón khách đó vài mét. Tuy nhiên, yêu cầu này khiến cặp cha con khó chịu, hai người hét vào mặt nữ tài xế rất lớn. Tức giận vì điều này, cô Vương kết thúc dịch vụ và chở hai hành khách trở lại điểm đón, nói rằng: "Tôi thà chết chứ không chở hai người." Tuy nhiên, cặp cha con này không chịu rời khỏi xe dù sau đó có sự xuất hiện của cảnh sát. Cảnh sát cũng không thể làm được gì bởi vì việc họ ngồi im cố thủ trên xe không vi phạm pháp luật. Bất lực, cô Vương chở cả hai về khu nhà của cô, đậu xe và lên nhà như bình thường, không khóa cửa xe với hy vọng cặp hành khách sẽ tự rời đi. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, nữ tài xế đã sốc nặng khi phát hiện hai cha con này vẫn không hề di chuyển, thậm chí họ còn đi vệ sinh luôn trong xe và dùng nước hoa để át mùi. Cô Vương đành phải chở cả hai đến một đồn cảnh sát gần đó để báo cáo sự việc. Theo đó, hai người này đã ngồi trên xe trong khoảng từ 14 giờ ngày hôm trước đến 22 giờ ngày hôm sau, tổng cộng là 32 tiếng. Chia sẻ với truyền thông, người con gái cho biết hai cha con kiên quyết sẽ không rời đi cho đến khi cô Vương hoàn thành chuyến xe hoặc trả số tiền bồi thường gấp 10 lần giá cước. "Chúng tôi đang đấu giá cho các quyền hợp pháp của mình," cô này tuyên bố. Cư dân mạng thì chỉ biết lắc đầu ngán ngầm với câu chuyện, còn cánh tài xế thì cầu mong đừng bao giờ gặp được những thượng đế như thế này nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Thám TV, tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.